Rồi, xin chào chị đẹp. Dạ em xin chào anh và xin kính chào cô chú anh chị em mình gần xa đi khách hàng vàng nhé. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là gồm có hai lô, một lô đại lộc 4 mùa và một lô giảo cũng 4 năm mùa rồi. Địa chỉ của em là ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0968282738. Số điện thoại này em cũng hiện tại là đang xài Zalo. Xin cô chú anh chị em mình tối mai thì liên hệ em, kết bạn số Zalo của em thì gửi cây và thông số trực tiếp qua. Những cây mà em bán trên clip rồi á thì kết bạn với em đi rồi em gửi nhiều hơn. Tại hiện tại nhà vườn nhà em còn rất nhiều, số lượng thì còn rất nhiều. Nhưng hôm nay em lên lớp clip thì chỉ có một số cây thôi. Dạ rồi, ok chị ơi. Bắt đầu quay gốc số 1 cho các bạn xem các bạn ơi. Dạ. Em ghép gì chị? Dạ, lô này em cho lô đầu tiên là lô đại lộc nhé, đại lộc 4 mùa. Dạ. Này thành phẩm hả chị? Dạ, cái này thành phẩm hết, em đã vô dây hết trơn rồi. Rồi, chị đo thông số rồi chị. Cái này mình vừa mình tạm phẳng bao nhiêu gốc chị? Dạ, cái này của em còn thẳng 50 mấy gốc nữa. Dạ, 5 mấy gốc ha. Dạ. Anh em nào muốn biết số lượng nhiều thì mình kết bạn với chị đi để mình vô luôn. Dạ, cây mã số 1 này là hoành 30. Rồi, 30 hoành chuẩn các bạn ơi. Tán ngang là 99. Chiều cao là 92. Rồi, ok chị ơi. Cây này em cho luôn với cả nhà mình là 4 triệu nhé. Dạ. Em bao phí ship toàn quốc. Nhưng mà em nói là khi phải lúc mà em giao cây thì em sẽ cút chậu ra. Tại trong quá trình vận chuyển thì sợ nó sẽ bể chậu, nó sẽ động rễ nên em sẽ giao, em sẽ cút chậu ra. Rồi tiếp theo các bạn ơi, mã số 2 nha. Hoành gốc là 26. Rồi 26 hoành chuẩn các bạn ơi. Tán ngang là 105. Chiều cao là 86. Rồi, chiều cao 86 các bạn ơi. Cái này xin giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu luôn nhé. Rồi, 4 triệu mã số 2 các bạn ơi. Tàn tán đầy đủ nha. Anh em về anh em chơi thôi, thần chậu sẵn hết trơn rồi. Rồi, mã số 3 các bạn ơi. Cây bồ tàn rất là đều các bạn, tàn tán đầy đủ nha. Hành gốc là 29. Rồi, 29 quỳnh chuẩn. Tán ngang là 84. Chiều cao là 96. Rồi, chị quay vòng cho các bạn xem tổng thể luôn chị ạ. Đây các bạn ơi, cây rất là đẹp nha, nhỏ gọn luôn. Ghép đại lộc hả chị? Dạ, lô này là lô toàn bộ đại lộc hết á. Rồi, ok. Lô này là lô 4 mùa hết rồi. Dạ. Cái số 3 này cho luôn với cả nhà mình là 4 triệu luôn á. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 4 nha. Đây. Cái này gốc hình không, gốc nào gốc đấy là hình nằm hết. Rất là đẹp. Nằm lết hả chị? Dạ. Đây các bạn, để tương đối nha, có đầy đủ nha. Tàn tán thành phẩm hết rồi. Hành gốc là 25. Rồi, hoành chuẩn 25 các bạn ơi. Tán ngang là 94. Chiều cao là 77. Dạ. Cái này xin giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu luôn nhé. Rồi, số 4 4 triệu luôn các bạn ơi. Cũng là hình một con thú. Rồi, mã số 5 các bạn ơi. Hành 26. Rồi, 26 hoành. Tán ngang là 89. Chiều cao là 88. Rồi, chị quen chồng vậy cho các bạn xem chị. Tổng thể luôn nha. Tàn tán nói chung là rất là đẹp các bạn ơi. Ghép đại lộc nha, 4 mùa. Bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Dạ. Cái này cũng cho luôn cả nhà mình là 4 triệu nhé. Dạ. Rồi, mã số 5 4 triệu luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 6 nha. Dạ. Hình gốc là 18. Rồi, 18 hoành thân các bạn ơi. Tán ngang là 76.
chiều cao là 79. Rồi chị quay vòng chị cho các bạn xem tổng thể. Rồi tàn tán quá đẹp luôn các bạn ơi. Dạ, cái này giao luôn với cả nhà mình là 3,5 triệu nhé. Rồi 3,5 triệu bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Mã số 6. Rồi cây mã số 7. Rồi cây mã số 7 quá đẹp các bạn ơi. Xương tàn đầy đủ luôn, dày đặc luôn. Cái này cũng 4 mùa luôn hả chị? Dạ 4 mùa. Cái này là hoành 37. Rồi 37 hoành. Tán ngang là 82. Chiều cao là 91. Rồi chị quay vòng chị. Rồi cái quả số 7 này sao chị? Cây số 7 này là mua luôn với cả nhà mình là 4,2 triệu nhé. Rồi 4,2 triệu các bạn ơi, gốc mã số 7 bao xếp toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 8 nha. Hoành gốc là 25. Rồi hoành chữ 25 các bạn ơi. Tán ngang là 103. Tán ngang 103. Chiều cao là 100. Rồi chiều cao 100. Chị quay một vòng đi chị. Cái này thì tàn nó đi rồi. Cái này tàn quá đẹp các bạn ơi. Lợp đầy đủ hết luôn. Rồi số 8 này sao chị? Cái số 8 này em giao luôn là 4,1 triệu. Rồi 4,1 triệu các bạn ơi. 4,1 triệu. Bao xếp cho anh em toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Tiếp theo là lô thứ hai là lô giỏ Thủ Đức. Lô này em được bô 5 mùa rồi nhá. Lô này em được 5 mùa rồi, bước qua mùa thứ 6 rồi. Là ghép nó liền cốt liền cành hết trơn rồi á. Nguyên này là liền cốt liền cành hết trơn rồi nè. Là mùa thứ 5 bước qua mùa thứ 6 liền cốt liền cành hết trơn rồi. Gốc đế nằm rất là đẹp, nguyên một hình một con thú luôn. Hoành 17. Cái này nó cao hơn. Tán ngang là 96. Rồi ok. Chiều cao là 118. Dạ. Yeah. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nhá. Dạ. Em bao phí ship luôn. Rồi 3,5 triệu các bạn ơi. Cái này là cây mã số 9. Tiếp luôn cái kia là số cây số 9. Rồi mã số 9 các bạn ơi, một gốc mai tàn ghép giỏ Thủ Đức nha. Dạ. Tàn đều đế đẹp các bạn ơi. Tiếp theo các bạn ơi. Cây số 10 cũng là cây giỏ Thủ Đức nhá. Cái này em ghép được 5 năm thôi nha. Cái này là 5 năm, cái này liền cốt liền cành hết. Nhìn nếu mà không nói thì chắc cô chú anh chị em mình nghĩ là cây ghim, nhưng mà thật sự là ghép, do mà em ghép nó liền cốt liền cành hết trơn rồi nè. Đây các bạn ơi, rất là đẹp nha, liền lạc hết luôn nha. Liền hết trơn rồi, bây giờ nhìn nó là không phân biệt được luôn á. Và đây hình là gốc. Đây các bạn ơi. Giảo Thủ Đức. Hoành 21. Rồi, 21 hoành chuẩn các bạn ơi. Tán ngang là 99. Còn chiều cao chắc bắt ghế cho bà chủ. Ôi, chiều cao ở đâu không tới. Cái này là tầm 140 á. Dạ, 1 cân 1,5 kg các bạn ơi. Tổng chiều cao nha. Dạ, cây một cốt. Tiền cốt tiền cành hết rồi. Cây này em giao lưu với cả nhà cô chú anh chị em mình là cây này là 4,5 triệu nha. Em bao phí ship toàn quốc nha. Rồi 4,5 triệu các bạn ơi, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Cái mã số 1. Cái này là cũng hình gốc nhé. Cái này nguyên cái lô này của em còn là gốc hình thôi mà. Hoành 21. Rồi đế đẹp các bạn ơi, cuộn cuộn luôn nha. Tán ngang là 93. Chiều cao là 107. Cái này bộ ghế rất đẹp, hình con nằm luôn. Cái này là cũng liền cốt liền cành hết trơn rồi nhé. Cái lô hàng này của em là năm rồi, nên ảnh liền hết. Nếu mà cái này em không nói ghép thì chắc cô chú anh chị em mình sẽ tưởng nó là cây ghim nha. Thật sự là ghép, nhưng mà nó ghép lâu quá đã liền cốt liền cành hết rồi. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là 3,5 triệu nhé. Rồi 3,5 triệu các bạn ơi, gốc mã số 11, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Tiếp theo các bạn ơi.
số 12 nhé. Cái này nó đang có bông gió nha. Cái này là hình cũ đang bắt đầu nở. Cái này là hình 27. Tán ngang là 98. Chiều cao là 125. Rồi, chiều cao 125 con. Gốc này là gốc đẹp nha, bắt đầu nó nở xù ra đây nè, nở ra này nè. Ở đây nó có lỗ hổng lên. Cái này em giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu nhé. Rồi, 4 triệu các bạn ơi. Bao xếp toàn quốc. Tiếp theo các bạn ơi. Phần 22. Tán ngang khoảng 112. Rồi, tán ngang gần 1,2 các bạn ơi. Cao là 126. Rồi, chiều cao gần 1,3 các bạn ơi. Đây là bộ đế đây. Cái này giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu rưỡi nhá. Rồi 3 triệu rưỡi các bạn ơi, gốc mã số 12. Theo các bạn ơi. Cái này là mày cái 13. Dạ, 13, mã số 13 đây. 13. Bộ đế một cục luôn bạn, nguyên khối luôn. Cuộn cuộn luôn. Cái này nó lên khối là xù, bắt đầu xù rồi. Em đã hình khối. Hoành 26. Rồi 26 hoành. Tán ngang là 96. Rồi tán ngang 96 các bạn ơi. Rồi chiều cao không phỏng thôi chị ơi, nó hơi cao các bạn ơi. Rồi khoảng 1m4 trở lên các bạn ơi. Cây một cốt ngay rất đẹp các bạn, tàn cũng đều nữa. Cái này em giao lưu với cả nhà mình là 4.500.000 nhé. Rồi 4.500.000 các bạn ơi, bao xếp cho anh em toàn quốc luôn. Đấy đẹp tàn đều nha. Ghép giả Thủ Đức. Các bạn ơi. Tiếp theo là cây 15 nhé. Rồi tàn tán ok các bạn ơi. Đều luôn nha. Cốt cành đầy đủ luôn. Cái này là hình 20. Tán ngang là 79. Chiều cao là 98. Rồi chị quan trọng hả chị? Cái này ghép gì vậy? Dạ cái này là cũng là giả Thủ Đức nhá. Rồi ghép giả Thủ Đức dạ. Luôn các bạn ơi. Dạ cái này cho luôn với cả nhà mình là 2 triệu nhá. Rồi 2 triệu. Bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Rồi tiếp theo các bạn ơi, cây mã số 16. Cái này là gốc nó đang nở bắt đầu nè. Hoành 21. Tán ngang là 86. Chiều cao là 77. Rồi đi quanh vòng cho các bạn xem đi chị. Đế cũng tương đối các bạn ơi. Cốt cành đầy đủ nha, cái tàn rất là đẹp các bạn. Này ghép giả Thủ Đức luôn hả chị? Dạ cái này cũng là giả Thủ Đức nhá. Rồi gốc 16 này kết thúc video mình giao lưu với các bạn nhiêu chị? Dạ cái này là cây 16, cái kết thúc video em cũng giao lưu với cả nhà mình là cây này 2 triệu. Rồi 2 triệu bao xếp toàn quốc luôn hả chị? Dạ còn 2 triệu bao xếp toàn quốc luôn nhé. Có nói gì khán giả không chị? Kết thúc video thì cảm ơn cô chú anh chị em mình gần xa đã theo dõi clip của em. Thì nếu mà anh chị cô chú mình chọn được cây nào quý thì liên hệ em số điện thoại là 0968 282738, và kết bạn Zalo với em thì em gỡ thông số hoặc gửi hình ảnh cây trực tiếp cho cô chú anh chị em mình. Em xin cảm ơn và xin chào cô chú anh chị em mình và hẹn lại gặp lại những cái clip tiếp theo ạ. Rồi ok chị ơi. Rồi lúc nãy giờ mình có quay cái lô cây của chị để các bạn, anh em nào thật sự nghĩ thì mình alo trực tiếp chị Điệp các bạn ơi, để mình giao lưu ủng hộ chị.